Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ vừa tiếp nhận hai trường hợp người bệnh hôn mê sâu nghi do ngộ độc khí được chuyển đến từ trung tâm y tế huyện. Được biết chị L T D 48 tuổi có địa chỉ tại Lâm Thao, nhận nhiệm vụ kiểm tra bể chứa ngâm thực phẩm sau thời gian dài không sử dụng. Sau khi xuống bể chứa được vài phút, chị D bị ngạt khí và nằm bất động dưới sàn. Thấy vậy, anh N V T đã trèo xuống và cố gắng đưa chị D lên nhưng chỉ khoảng 3 phút sau, anh T cũng bị bất tỉnh. Những người còn lại đã tập trung sơ cứu và nhanh chóng đưa hai người bệnh ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa tới cơ sở y tế gần đó trước khi được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại khoa hồi sức tích cực chống độc, hai người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở qua ống nội khí quản, cơ thể có mùi khó chịu như mùi trứng thối. Qua thăm khám ban đầu và những thông tin lâm sàng cận lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp ngộ độc khí nặng nghi do H2S có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, đã liên hệ hội trần với các chuyên gia chống độc tại Bệnh viện Bạch Mai. Và hơn 2 giờ sau đó, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để trực tiếp hỗ trợ chuyên môn. Hai người bệnh được áp dụng những biện pháp hồi sức cấp cứu chuyên sâu như thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, Kết hợp sử dụng thuốc chống oxy hóa tế bào, dinh dưỡng não riêng người bệnh nữ do thời gian bị ngộ độc lâu hơn, tuổi cao hơn, thể trạng yếu hơn nên đã được chỉ định sử dụng máy hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm làm giảm chuyển hóa của cơ thể, giúp bảo vệ não, tránh biến chứng về thần kinh. Sau 24 giờ đầu điều trị tích cực, tình trạng hai người bệnh ngộ độc khí có nhiều cải thiện, tiến triển tốt. Sau 72 giờ từ khi nhập viện, cả hai người bệnh được cai thở máy. Đến ngày thứ năm, cả hai người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn và tiếp tục được theo dõi, hồi phục sức khỏe tại bệnh viện. Theo tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Bích Vân, có rất nhiều ca bị ngạt khí, ngộ độc khí tự nhiên dẫn tới tử vong là do hydrosulfur H2S. Đây là chất khí cực độc, có đặc tính không màu, có mùi như trứng thối, được sinh ra trong quá trình phân hủy một số loại chất hữu cơ trong các hầm kín, bể chứa cũ, giếng hoang, đường ống nước thải, hầm tàu, thông khí kém để lâu ngày các chuyên gia chống độc khuyến cáo để hạn chế các tai nạn ngạt khí người dân không nên vào những nơi như khoang chứa hầm hố để kín lâu ngày người lao động tại các công trình phải có thiết bị bảo hộ lao động bình dưỡng khí bộ tự thở độc lập trước khi vào những nơi như khoang chứa hầm hố nên mở thông thoáng một thời gian có quạt thông gió để tránh nguy cơ bị ngạt khí ngộ độc khí